Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình tọa đàm Vinco chuyên gia dinh dưỡng cây trồng. Trong chương trình kỳ trước, các diễn giả đã thảo luận sâu về bữa ăn ngon, bổ và khỏe, về những giải pháp giúp cây lúa đẻ nhánh tốt, nở bụi nhanh, tạo điều kiện cho năng suất lúa về sau được đảm bảo. Và thưa quý vị, Tết Nguyên Đán đang đến gần. Chương trình hôm nay với chủ đề giải pháp thần tài nông gia vui Tết, giúp chăm sóc cây lúa khỏe, bảo vệ lúa trong giai đoạn đồng trổ đến chín, để bà con có thể an tâm đón Tết. Đặc biệt là các giải pháp này có thể áp dụng cho vùng chuyên canh về cây lúa và cũng có thể áp dụng tốt tại những vùng xen canh lúa tôm, lúa cá. Tham gia chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các diễn giả. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, nguyên trưởng khoa nông nghiệp Đại học Cần Thơ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Bạch Văn Sơn, chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang. Và xin được trân trọng giới thiệu kỹ sư Lại Xuân Triều, trưởng phòng kỹ thuật, trưởng vùng kinh doanh sông Hậu Bột, công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Việt Nông. Quý khán giả tham gia chương trình hãy gọi về 3 số điện thoại 0293-224-7457, 0293-224-7458 và 0293-246-7100 đang hiển thị trên màn hình, cùng giao lưu với các diễn giả. Chương trình sẽ dành tặng 5 phần quà đặc biệt, đó là sản phẩm X2 của công ty giúp bảo vệ bộ lá đồng, nuôi hạt. Mỗi chai có dung tích là 1 lít, có thể sử dụng trên 20 công ruộng. Sản phẩm sẽ dành tặng cho những quý nhà nông có câu hỏi hay, phần giao lưu chia sẻ kinh nghiệm quý được ban biên tập bình chọn. Và phần giao lưu sẽ được ghi nhận từ đây cho đến kết thúc chương trình. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, trong chương trình kỳ trước thì chúng ta thảo luận về cách để giúp cho cây lúa xanh khỏe, nở bụi nhanh, rồi đạt được số chồi hữu hiệu tối đa trên cùng diện tích. Và ngày hôm nay thì mời giáo sư thông tin thêm với bà con về các yếu tố để cấu thành cho năng suất của cây lúa ạ. Cái câu chuyện về các cái giai đoạn phát triển của cây lúa đúng là mình thiện nhớ cũng dài. Bây giờ cho tôi cái pha hình số 1 để thấy rằng như vậy là vừa rồi chúng ta đã bàn hay là đã nghe cái câu chuyện này tới đâu rồi. Và bây giờ chúng ta tiếp tục nghe cái phần còn lại. Thì bây giờ trên cái màn hình đó bà con thấy ba cái giai đoạn sinh trưởng của cây lúa không? 1, 2, 3. Thì vừa rồi như vậy là chúng ta đã bàn với nhau hay là nghe với nhau, nghe trao đổi với nhau về cái giai đoạn 1, tức là cái giai đoạn mà đẻ chồi hay giai đoạn sinh dưỡng đó. Thì lúc này cái cây lúa chưa có tạo ra cái hạt lúa non và cũng chưa tới cái giai đoạn nuôi hạt. Bây giờ ngày hôm nay theo như ý kiến của Minh Thiện thì chương trình chúng ta sẽ bàn qua tới cái giai đoạn thứ hai, tức là cái giai đoạn sinh sản, tức là bắt đầu từ khi cái cây lúa có tim đèn một ly đó. Bà con thấy cái giai đoạn mình gọi là đồng đó, cái đồng lúa, cái tim đèn nó được một ly cho tới khi trổ, thì cái đó là cái giai đoạn thứ hai mình gọi là giai đoạn sinh sản. Thì cái giai đoạn này là giai đoạn đẻ hạt. Cái bông lúa mà hạt nhiều hay hạt ít thì bà con phải điều khiển ở cái giai đoạn này. Đây là cái giai đoạn nghĩa là tạo ra cái số hạt trên một cái bông lúa. Rồi sau đó cây lúa sẽ bước vào cái giai đoạn thứ ba, sau từ khi trổ cho tới khi chín. Thì mình gọi đây là cái giai đoạn trổ chín. Thì bây giờ nó đẻ hạt rồi thì nó phải nuôi giống như con người vậy đó. Đẻ xong rồi thì phải nuôi. Tình nữ đó, cái giai đoạn này từ trổ tới chín ta gọi là cái giai đoạn là nuôi hạt. Thì ở đây đó, hai cái giai đoạn này tôi có hai cái chú ý lớn thôi. Bây giờ cái chú ý thứ nhất là ở cái giai đoạn đẻ hạt. Cho tôi cái hình tiếp theo của cái file hình này, cái hình tiếp theo. Cho cái hình tiếp theo. Thì bây giờ ở cái giai đoạn mà đẻ hạt thì bà con cũng biết, con người thì sanh đẻ thì có những lúc cũng bị sảy thai, có nghĩa là không thể nào tạo ra được cái đứa bé. Còn cái cây lúa ở cái giai đoạn mà gọi là đẻ hạt này, tức là từ khi cái tim đèn nó được một ly cho tới khi trổ đó, nó cũng có trường hợp bị sảy hạt. Sảy hạt thì làm sao chúng ta biết được cái sảy hạt? Thì bà con thấy tôi có ba cái hình để cho bà con mình sau này nhớ để mà nhận diện. Hình 1, hình 2, hình 3. Hình 1 là lúc cái tim đèn một ly đó thì có thể xảy ra cái tình trạng là sảy hạt, mà lúc đó không tạo ra được cái hạt lúa. Bị lúc này đó, các cái tế bào ở bên trong nghĩa là nó phân nhiễm để mà nó tạo ra những cái hạt lúa non. Nhưng mà nó tạo ra rồi là nó không có tiếp tục phát triển được nữa. Thì tôi gọi nó là sảy hạt. Thì bà con thấy cái hình số 1 á, có cái mũi tên vàng vàng đó, bà con thấy cái vết đó không? Nghĩa là thay vì ra người ta ra hình hài một cái hạt lúa thì bây giờ ảnh chỉ có cái vết gì thôi. Thì tôi gọi là sảy hạt ở cái giai đoạn lúc tim đèn một ly.
Thì lúc này cái vấn đề dinh dưỡng, vấn đề bón phân, nên bà con nhớ rằng bón phân đón đồng ở cái giai đoạn này rất là quan trọng. Nếu không nó sẽ bị sẻ hạt như vậy, thì cái số hạt mà sẻ như vậy thì nó sẽ ít rồi. À, nếu mà hạt mà bị sẻ như vậy là ít hạt trên một bông lúa rồi. Nhưng mà chưa chắc rằng qua tới một cái lần sẻ thứ hai bởi vì con người cũng vậy nữa, trong cái thời kỳ mang thai mà 9 tháng 10 ngày nó cũng có những cái giai đoạn rất dễ bị sảy thai, nên người ta cũng rất là chú ý. Còn trên cây lúa thì ở lúc cái giai đoạn thứ hai là khi cái đồng lúa từ 3 cho tới 5 phân, tức là cái đồng lúa bên trong như thế này, thì lúc này đó bà con thấy không, cái hạt mà nó bị sảy nó lớn lên rồi đó, nhưng mà sau đó nó không tiếp tục được nữa. Thì ở cái giai đoạn này là giai đoạn là gián phân giảm nhiễm, mình nói theo cái kiểu của từ khoa học, tức là tạo ra những cái hạt phấn, mà hạt phấn nó tạo ra không được nên cái hạt lúa non hay là cái hoa lúa đó nó bị sảy. Và tới cái giai đoạn thứ ba đó bà con thấy không, có nghĩa là nó đã hình thành ra một cái bông lúa rồi, một cái hoa lúa rồi, trong đó có nhị được nhị cái rồi, nhưng mà khi nó trổ nó thụ tinh không được, thì lúc đó cũng gọi là sảy hạt. Thành thử ra đây là ba cái thời điểm của cái giai đoạn mà gọi là đẻ hạt. Bà con mình phải lưu ý là phải làm sao, hỏi anh Triệu cho tôi cái dinh dưỡng làm sao cho nó đầy đủ mấy cái này, chứ nếu không á nó sẽ bị thiếu dinh dưỡng. Thì nó có, nói chung là có nhiều lý do, nhưng trong đó có cái lý do là vấn đề về dinh dưỡng. Còn một cái giai đoạn gọi là nuôi hạt, cho tôi cái hình số 3 để cái hình tiếp theo á, để bà con thấy bây giờ nó nuôi hạt như thế nào. Bởi vì gọi là đẻ rồi thì đẻ ra rồi thì phải nuôi. Bây giờ bà con phải đặt ra cái câu hỏi chứ, cái cây lúa nuôi hạt bằng cái chất gì? Bà con muốn biết nó bằng chất gì đó. Lúc mà cái hạt lúa cái hình số 1 có 3 hình, bà con thấy không? Bây giờ bà con rứt cái hạt lúa mà còn non ở trong mà lúc ngậm sữa đó, nhăn nhăn coi, nó rất là ngọt. Thì như vậy rõ ràng là bên trong nó là đường. Đường nó đặt dần qua tới cái hình số 2, rồi cuối cùng ra tới cái hạt gạo nó mẩy ở trong cái hột lúa. Thì rõ ràng như vậy là cái cây lúa này nó nuôi hạt bằng đường. Nhưng mà bà con đâu có bón đường cho nó, hỏi anh Triều với ảnh có cái phần gì mà được bón đường không? Không có. Mà rõ ràng đó là nuôi bằng cái gì, cho cái hình tiếp theo để bà con thấy cái cây lúa nuôi bằng cái gì để chúng ta mới điều khiển nó được. Đây, cái bộ lá đồng. Chính cái màu xanh của bộ lá đồng và những cái cổ mái để mà nó tạo ra đường. Đường đó nó đem vô trong cái hột lúa để mà nó nuôi cái hạt lúa, để cuối cùng chúng ta có một cái hạt lúa to mẩy như vậy thì cái năng suất nó mới cao. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn cũng rất là quan trọng. Bà con thấy không, đẻ rồi thì phải nuôi, chứ đẻ rồi mà nuôi không ra trò nữa thì coi như là cái cũng bị mất thôi. Thành thử ra cái giai đoạn này đó bà con phải đảm bảo nó đầy đủ dinh dưỡng. Như vậy là lúc bón phân đón đồng, rồi sau đó dặm giá. Tôi nói còn cái vấn đề dặm giá, chúng ta có thể cung cấp thêm cái dinh dưỡng qua lá, nhất là ở cái giai đoạn mà nuôi hạt đó. Tôi khuyến cáo bà con đừng bón phân dưới đất. Tôi đã cho nhiều cái thí nghiệm rồi. Bà con mình hay bón phân dưới rễ dưới đất, gọi là rước hạt đó, cái đó là không có hiệu quả. Mà lúc này nếu mà thấy mà nó có cái triệu chứng mà thiếu dinh dưỡng thì bà con phải phun lên bên trên. Thì lúc đó cái dinh dưỡng này mới được lá tiếp nhận, chứ lúc đó rễ là không còn cái gọi là cái sức để mà hút cái dinh dưỡng đó để mà đem lên mà nuôi cái hạt này. Bởi vì nuôi hạt này là nhờ cái bộ lá đồng, mà cái bộ lá đồng này á, sống được mà còn màu xanh là nhờ cái vấn đề về dinh dưỡng. Nên bà con lúc này mà thấy cái bộ lá đồng của mình nó hơi yếu về mặt dinh dưỡng thì phải là sử dụng phân bón qua lá. Thì cái chỗ này thì bà con mình hết sức là quan tâm. Thì nếu như mình quản lý được tốt ở hai giai đoạn sau thì nói rằng cái thành quả của mình nó mới được đảm bảo. Dạ, xin cảm ơn giáo sư ạ. Qua những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là chế độ dinh dưỡng và việc bảo vệ cây lúa để đảm bảo được số chồi, số bông và tỷ lệ hạt chắc trên bông là yếu tố rất cần thiết để đảm bảo được năng suất lúa về sau. Tuy nhiên những ngày qua thì chúng ta thấy là thời tiết trời lạnh rồi âm u, và một số nơi ở đồng bằng sông Cửu Long thì xuất hiện hiện tượng mưa trái mùa. Thưa ông Bạch Văn Sơn, với điều kiện thời tiết này thì sẽ gây áp lực sâu bệnh hại như thế nào đối với sự phát triển của cây lúa ạ? Kính thưa bà con nông dân, kính thưa bạn xem đài, thì vừa qua đó thì chúng ta thấy có một cái đợt nhiễu động gió trên cao gây ra có những cái đợt mưa trái mùa rất là lớn, chẳng hạn như ngày 10 tháng Giêng vừa rồi ở Hậu Giang là cái lượng mưa lên đến 93 mm, rất là lớn. Như thế thì kéo theo cái tình trạng là trời âm u, sương mù nhiều, ẩm độ cao, nhiệt độ thấp, đó thì đó là những cái điều kiện
để cho cái dịch hại ở trên cái cây lúa nó phát triển mạnh. Thì nhất là bà con biết là trong cái giai đoạn mà từ lúa làm đồng cho đến trổ thì với cái điều kiện thời tiết này nó rất là nhạy cảm đối với điều kiện thời tiết này. Thì với điều kiện thời tiết như thế thì ngoài cái đối tượng rầy nâu thì bà con nông dân cần lưu ý một số cái đối tượng bệnh, như là cái bệnh đậu ôn trên lá, rồi đậu ôn cổ bông, rồi bệnh đốm vàng, bệnh cháy đùi lá, vân vân. Đồng thời thì trong cái điều kiện thời tiết trời âm u như thế đó, thì bà con thấy như nãy thầy Nguyễn Bảo Vệ nói đó, cái cổ máy mà nó tạo cái chất đường cho cái hạt lúa đó, thì cái cổ máy này nó muốn hoạt động được thì nó phải có ánh sáng, mà trong cái điều kiện trời thiếu sáng như thế thì nó cũng ảnh hưởng đến quang hợp, như thành ra cái cổ máy đó nó hoạt động nó cũng giảm cái năng suất đi. Kính thưa bà con, thì tính đến thời điểm hiện nay đó thì Hậu Giang đã xuống giống được 76.000 hecta lúa đông xuân, và phần lớn các cái trà lúa của tỉnh Hậu Giang thì đang nằm ở giai đoạn từ đẻ nhánh cho đến làm đồng trổ, và cái diện tích lúa từ làm đồng cho đến trổ đó thì nó chiếm khoảng hơn 26.000 hecta. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ từ ông Bạch Văn Sơn. Thưa quý vị, phần lớn diện tích lúa đông xuân đang ở giai đoạn từ đẻ nhánh làm đồng đến trổ như ông Sơn vừa chia sẻ, và đang đối mặt với áp lực sâu bệnh hại rất lớn. Thưa kỹ sư Lại Xuân Triều, về phía công ty Finco thì có những giải pháp nào để giúp bà con bảo vệ cây lúa trước áp lực sâu bệnh hại hiện nay và trong điều kiện thời tiết đang rất là bất lợi, để bà con có thể an tâm đón Tết ạ? Dạ, cảm ơn chỗ Minh Thiện. Thì trước khi trình bày thì cũng nhờ bên chỗ bộ phận kỹ thuật show cái hình số 1 nghe không ạ? Thì trong cái thời tiết cũng như là trong cái mùa giao tiếp giao Tết đó, thường nó có những giống như nãy giờ chỗ anh Sơn anh chia sẻ đó, thì bên phía công ty Vinco cũng có một cái giải pháp là bảo vệ cây lúa trong cái mùa lạnh, cũng như là cái bảo vệ được cái năng suất. Thì hiện nay thì trong cái quy trình mà kỳ trước mình cũng có nói rồi, thì hiện nay thì mình đánh sâu vô trong cái giai đoạn, hai cái giai đoạn đó là cái giai đoạn chỗ thầy dạy nãy cũng có chia sẻ, là cái giai đoạn sinh sản và giai đoạn nuôi hạt. Thì đối với cái giai đoạn nuôi hạt thì bên Vinco cũng có các cái sản phẩm, chẳng hạn như là cái Vinco 79, nó cung cấp cái canxi dạng hữu cơ, có nghĩa là cái giai đoạn mà nuôi đồng đó, nghĩa là hiện nay thì nó rơi vào cái giai đoạn vô nuôi đồng, thì mình cung cấp cái Vinco 79. Thì cái Vinco 79 này nó là được cái công nghệ của Lên Men của Hàn Quốc, nghĩa là nó có bổ sung cái canxi hữu cơ. Thì bà con cũng biết rồi, trong quá trình mà cây lúa mà nó thụ phấn đó, nó nuôi đồng đó, nó sửa sản lên nó đồng đó, thì nó rất cần cái lượng canxi. Và cái sản phẩm này thì nó chống cái chết, có nghĩa là chống cái những cái thời tiết thay đổi, chẳng hạn như mưa thất thường hoặc là thời tiết se lạnh. Thì khi mà đưa cái sản phẩm này vô và kết hợp với một cái sản phẩm thứ hai nữa đó, là cái Zegomix, cái công nghệ của Nga, thì đây là một cái dạng nano keo bạc ổn định, nghĩa là cái công nghệ SCS, nghĩa là công nghệ nano keo bạc. Cái này có nghĩa là nó siêu mịn, nó nano nó đã mịn rồi, nhưng mà nó siêu mịn, nó góp phần để bảo vệ cái cây. Có nghĩa là khi mình đưa vô cái cây trồng trong cái giai đoạn mà nuôi đồng đó, thì cái thành phần bạc này nó sẽ áo lại, nó tạo thành một cái áo giáp để nó bảo vệ, chống cái những cái hiện tượng, chẳng hạn như là giống như anh Sơn với thầy nãy chia sẻ, cái giai đoạn mà thời tiết nó se lạnh giống như Tết, thường có những cái bệnh chẳng hạn như đậu ôn, đốm rằn và kể cả vi khuẩn. Thì khi mình đưa cái sản phẩm này vào, thì kết hợp với sản phẩm này vào, thì nó sẽ làm hạn chế được cái bệnh, cũng như là cái bệnh nấm, cũng như cái bệnh khuẩn. Và thêm một cái sản phẩm nữa, giai đoạn này thì trong cái quy trình đó, chúng tôi đưa ra ba cái sản phẩm. Thêm một cái sản phẩm nữa là cái sản phẩm 12 Nutri. 12 Nutri này nó là một cái công nghệ NDS, nó thuộc về cái công nghệ NDS luôn của Úc. Thì đây là một cái công nghệ mà
Hiện nay là coi như là nó phát triển tiên tiến ở trên thế giới, thì nó làm cho những cái bổ sung 12 cái nguyên tố cho cây trồng trong giai đoạn thường. Bà con mình biết cái giai đoạn mà làm đồng á, thì cái cây trồng nó rất là thiếu chất. Nó giống như mình, giống như thầy dạy nãy nói là giống như mình có bầu á, nghĩa là đàn bà mà có bầu á, thì thường nó thiếu nhiều lắm, thèm nhiều, ăn nhiều thứ lắm. Giống cây lúa nó cũng giống như người ta thôi. Thì mình cung cấp, mình chủ động mình cung cấp cho nó 12 cái nguyên tố. Ví dụ, thì giữa kết hợp giữa hai ba cái hoạt chất, ba cái sản phẩm này nó bảo vệ cho cái đồng, và cũng như là nó làm cho cái đồng mình, ngoài cái việc mà công nghệ nào đó nó tăng cái khả năng hút cái những cái dưỡng chất để nó nuôi cái tim đèn một ly đó, thì bà con mình sử dụng ngay trong cái giai đoạn này thì nó sẽ làm hạn chế về mầm bệnh, cũng như là nó cung cấp đủ cái chất để nó nuôi cái đồng, để cho cái đồng to và đồng khỏe. Đó là cái giai đoạn đó, là nó sẽ tạo được cái hạt, cái hạt phấn, và để nó tạo được cái thụ tinh tốt trong cái giai đoạn này. Và tiếp theo cái giai đoạn là chỗ lạc sẹt và chỗ điều á, trước chỗ và sau chỗ á, thì bên công ty cũng có cái sản phẩm X2 này cũng là cái công nghệ NDS, có nghĩa là khi mà đưa vô cây trồng thì nó làm cho cái lúa mình đó nó sẽ chỗ phừng lên, chỗ nhanh lên, chỗ thoát nhanh. Có nghĩa là thường mà bà con mình thấy, nếu mà cái giống lúa hoặc là những cái ruộng mình mà cây xua lúa mà nó yếu, nó thiếu sức khỏe đó, thì khi mà bà con mình nhìn quan sát thì nó chỗ len en, nó chỗ lẹt, có nghĩa là có một số người ta gọi là chỗ bị nghẹn đó, nghẹn đồng đó, thì cái X2 này nó giúp cho cây lúa mình chỗ thoát nhanh, hạn có nghĩa rút ngắn cái thời gian chỗ thoát lên, thì khi mà chỗ thoát vậy thì cái hạt lúa nó sẽ đẹp và sẽ sáng. Và bên cạnh đó thì cũng có kết hợp hai cái sản phẩm mà hiện nay công ty cũng đang áp dụng, đó là cái gel mít, giống như cái để nó bảo vệ. Bây giờ khi mà tẩu thoát ra thì các cái loại nấm như là nấm do lép vàng nè, rồi cái đậu ôn, thì nó sẽ bảo vệ. Đó là cái gel mít và cộng với cái sản phẩm chiên về chị đang lem lép hạt, đó là cái Vichobin của công ty. Và tiếp tục thêm cái giai đoạn mà khi mà nó đã chỗ điều rồi đó, thì công ty cũng có một cái sản phẩm nữa, đó là một cái sản phẩm Forroca 3020. Đây là một cái sản phẩm của nhập từ Tây Ban Nha và kết hợp với 12 nguyên tố là cái công nghệ nữa đó. Để cho cái công nghệ mà cái Forroca này hiện nay tôi rất là tâm đắc, bởi vì khi mà bà con mình, khi mà cái hạt lúa mà nó chỗ điều rồi đó, nó chuyển sáp đó, thì cái lúa này lúc này cái bộ rễ nó đã yếu rồi, cái thân lá nó cũng yếu, và khi mình đưa cái vật chất này vô cộng kết hợp với 12 nguyên tố thì bổ sung vô giai đoạn này, thì thứ nhất là cái lân, cái này là cái dạng lân hai chiều và kali lỏng, thì khi mà nó hấp thu qua cây lúa thì cây lúa nó sẽ theo hướng hai hướng, một cái là hướng thiên, một cái là hướng xuống. Có nghĩa là cái nào nó hướng thiên lên thì nó sẽ hướng ra những cái lá chồi non, chẳng hạn như nó tập trung vô ba cái lá đồng để nó nuôi cái lá đồng có màu xanh, và một cái nữa nó hướng xuống đất và nó để nó làm tơi cái gốc và nó làm trẻ cái gốc lại, và cũng như là cái rễ lúa nó làm trẻ cái rễ lúa để cho cái lúa nó hút, nó hấp thu những cái khoáng chất còn lại mà còn tồn dư trong cái sau cái mùa thu hoạch đó, để nó lên nó tiếp tục nó nuôi lá đồng. Thì giống như thầy dạy đã chia sẻ, thì khi mà cái lá đồng mà nó đã xanh, nó đã tốt thì chắc ăn nó sẽ gô gạo tốt, vì nó là cái nơi để sản xuất ra cái đường, nó là cái nơi sản xuất ra đường. Thì đó là cái quy trình mà bên công ty Vinco đang áp dụng để cho cái bà con mình đạt cái năng suất tối đa. Xin chào bà con. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ từ kỹ sư Triều. Dạ. Và giáo sư Nguyễn Bảo Vệ có thông tin gì thêm đến bà con ạ? Qua cái phần trao đổi của anh Triều thì tôi thấy có một vấn đề này muốn trao đổi với bà con thêm. Chắc bà con thấy là trong cái cuộc sống của mình hiện giờ thì bà con nghe nói tới cái thực phẩm chức năng cũng nhiều chứ gì. Như vậy là cái vấn đề về dinh dưỡng đó không phải là đơn thuần chúng ta cung cấp để tạo nên cái cơ thể sống không, mà nó còn có tham gia vào trong cái vấn đề về vấn đề chống bệnh, rồi làm cho cứng cáp, rồi vân vân. Chẳng hạn như hồi nãy kỹ sư Triều cũng có nói tới cái canxi đó, thì tôi bàn với bà con cái này, cái chất canxi đó bà con biết đó, nó có một cái hay ở cái chỗ là trên con người của mình nó cũng giống như ở bên ngoài người ta dùng canxi để mà làm ra xi măng vậy đó. Cái xi măng thì bà con biết rồi, bắt cái mấy cái cục gạch này mà liên kết lại với nhau, cái vách tường mà nó vững chắc được, cái nhà vững chắc được là nhờ cái xi măng làm từ canxi. Thì trên cái cây trồng cái chất canxi đó, người ta dí nó giống như xi măng vậy đó,
nó liên kết các cái tế bào lại với nhau để làm cho trở nên vững chắc. Nên trên cái cây lúa thì bà con thấy là thường hay đổ ngã. Mà cái đổ ngã trên lúa bây giờ không phải là chỉ đơn thuần là ở cái vụ hè thu hay mùa mưa không, mà ngay cả cái vụ đông xuân này bà con thấy coi, cây lúa nó cũng nằm rạp ở trên đồng rất là nhiều, là do cái việc là mất cân đối về cái vấn đề canxi. Canxi nó hấp thụ không được tốt. Tuy rằng cái lượng canxi ở trong đất của mình nó không phải là thiếu, nhưng mà rất là nhiều cái nguyên nhân, chẳng hạn như là trên đất phèn pH thấp nó cũng thiếu canxi. Trên cái đất mặn ma nhê nhiều nó làm cho canxi không hấp thụ vô được, nên cái cây lúa dễ bị đổ ngã. Nên cái vấn đề là chúng ta bổ sung cái canxi, nó giống như xi măng, nó liên kết các cái tế bào chặt lại với nhau, nên nó cũng giúp cho cái cây lúa đứng vững. Còn về vấn đề kháng bệnh thì cái canxi cũng rất hay bà con. Ví dụ như cái nấm bệnh đạo ôn thì nó rớt ở trên cái mặt của cái lá lúa như thế này, thì cái vết bệnh nó bắt đầu, nghĩa là cái mầm bệnh nó bắt đầu, nghĩa là nó ra một cái đĩa áp để mà nó chọc thủng cái lớp biểu bì của trên cái mặt lá, để nó chung vô trong đó, rồi cái phần cái sợi nấm nó sẽ phát triển, nó làm ra cái vết bệnh gọi là mắc én. Mà nếu như trong cái lá lúa mà có đầy đủ canxi á, thì cái vết bệnh mà vừa chọc vô trong đó, bởi vì cái bệnh đó, nó phá cái lá, không phải như là con sâu mà nó ăn mất cái lá, mà nó tiết ra những cái men đó nó sẽ hủy hoại các cái tế bào. Thành ra khi mà nó gặp cái canxi thì các cái men này trở nên bất hoạt, thành ra cái bệnh nó cũng giảm đi. Thành ra bà con thấy rõ ràng là cái vấn đề là cái thực phẩm, tức là cái dinh dưỡng về phân bón mình phun lên, mình tưởng đâu là chỉ là để cấu tạo nên cái cơ thể sống của cái cây lúa, không, chưa đủ, mà nó còn có cái chức năng, những chức năng hỗ trợ cây lúa rồi chống bệnh này kia. Như vậy đó bà con thấy là nó rất là ngoạn mục. Còn hồi nãy kỹ sư Triệu cũng nói tới một cái công nghệ mà NDS đó, mà cái công nghệ này bà con biết là mấy chục năm qua đó khoa học chưa tạo ra được những cái dòng phân bón mới, chưa có cấu trúc hóa học phân bón nào mới cả. Ure nó cũng xoay quanh cái đó, DAP cũng vậy thôi, nhưng mà bây giờ người ta đã đưa vô những cái công nghệ để làm tăng cái hiệu quả sử dụng. Bởi vì khi mà bà con phun cái chất dinh dưỡng này lên trên lá thì nó phải được lá hấp thu vô theo cái dòng nước đó, hấp thu vô rồi sau đó mới phát tán đi các cái nơi để mà sử dụng. Nhưng mà trong cái cơ thể của cây lúa, bà con biết là nó có những cái gọi là điện tích. Điện tích là người ta gọi là điện tích âm dương đó. Ở ngoài đời cũng vậy, bà con biết là cuộc sống nào cũng có mặt trái mặt phải, ở trên ở dưới, rồi âm dương tức là cộng trừ đó, có nam có nữ. Thành ra trong cái cây á, mà nếu mà mình đưa một cái chất dinh dưỡng thì chất dinh dưỡng nào nó cũng có điện tích cả, mà vô trọng âm á, thì nó gặp dương giữ lại, mà dương thì gặp âm giữ lại. Giống như ngoài đời cái cậu nào cô nào mà đẹp một chút ra ngoài là bị các cái điện tích ngược chiều nó giữ lại, là đi không không có được tới nơi tới chốn, là cái lý do là vậy. Nên bây giờ á, trong công nghệ người ta làm sao cái điện tích này bị giảm đi, làm sao cho nó giảm đi để khi mà được cái cây hấp thụ vô á, nó có thể phát tán đi tới đích nào mà nó mong muốn mà không bị dọc đường nó bị giữ lại. Thì cái công nghệ đó ta làm giảm cái điện tích. Công nghệ NDS, công nghệ này được áp dụng cả trên phân bón lá cũng như là cái phân bón rễ để gia tăng cái hiệu quả sử dụng. Tôi nghĩ rằng bà con mình khi mà sử dụng cái chất dinh dưỡng để mà làm thực phẩm chức năng cho cái cây lúa thì bà con cũng phải để ý đến những cái công nghệ mà tiên tiến để tăng cái hiệu quả sử dụng. Thì tôi nghĩ rằng cái hiệu quả sử dụng phân bón nó tăng lên thì chắc chắn rằng cái chi phí của mình nó sẽ ít đi. Có nghĩa là mình giảm cái lượng phân bón xuống, rồi nó sử dụng hiệu quả thì năng suất nó sẽ tốt hơn. Thì bà con mình cũng nên quan tâm. Nghĩa là trong cái thời đại mới bây giờ, bà con thấy có nhiều cái công nghệ mới, mình nên quan tâm để mà sử dụng cho nó có hiệu quả. Vâng ạ. Cảm ơn giáo sư Quý Bảo Vệ và kỹ sư Lại Xuân Triều với những phần trao đổi vừa rồi. Kính thưa quý vị, với các vấn đề mà các diễn giả vừa trao đổi thì các sản phẩm của công ty Vinco mang lại hiệu quả giúp cho rất nhiều nông dân ở Đồng Tháp tin dùng. Và sau đây là phóng sự của chương trình ghi nhận thực tế về ngày hội thu hoạch trên những cánh đồng sử dụng giải pháp thần tài. Đây là ruộng lúa áp dụng bộ giải pháp thần tài của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Việt Nông. Nông dân rất thích thú và ưng bụng với trà lúa này khi đã đủ ngày thu hoạch nhưng bộ lá vẫn còn tốt, rất ít sâu bệnh. Để biết độ sáng chắc của hạt, nhiều nông dân lựa chọn ngẫu nhiên từ 5 tới 10 bông ở ruộng, áp dụng giải pháp thần tài vào ruộng ngoài mô hình. Qua đo đếm và quan sát thực tế, số hạt lúa lép lửng ở ruộng đối chứng cao hơn khoảng 10 hạt mỗi bông so với ruộng của bộ giải pháp của các kỹ sư công ty Vinco thực hiện. Nông dân tham quan ai cũng ấn tượng và ưng bụng với giải pháp này.
ưng bụng, tại vì thấy cái xài thuốc này thì lúa nó như vậy thì rất là tốt. So sánh với cô là mận hồi đó giờ là cái bông lúa của cô mận cũng đạt lắm, nhưng mà nó không bằng như vậy. Thì tại vì của cô làm nó xịt thuốc kia thì nó không có chắc cậy như cái này, đúng không? Còn cái này thì thấy nó chắc cậy hơn. Thì chú thấy cái đối chứng thì cái bên cái Vinco thì nó vô chắc tới cậy. Cái này theo chú làm hồi nào giờ thì như vậy là đã quá đạt rồi. Chắc hạt, sáng bông, vô gạo tới cậy là những cảm nhận rõ rệt của nhiều nông dân khi tham quan bộ giải pháp thần tài. Qua các khảo nghiệm ngẫu nhiên, một thước vuông, số lúa cần được hơn 750 gram. Đây là năng suất cao trong vụ đông xuân sớm này. Lúa tốt, trúng mùa, nông dân ở đây vui mừng khi thần tài gõ cửa ngay đầu năm mới. Rất nhiều bà con ưng bụng khi sử dụng bộ giải pháp của công ty Vinco giúp tỷ lệ hạt chắc trên bông cao và đặc biệt là hạt lúa sáng, to và chắc. Thưa kỹ sư là Xuân Triều, xin mời kỹ sư hãy thông tin sâu hơn đến với bà con vì sao sản phẩm của công ty lại giúp đạt được hiệu quả cao như vậy ạ. Dạ, xin mời, cảm ơn chỗ anh Thiện. Thì bà con cũng thấy vừa thấy rõ ra gàng ha, có nghĩa là mình cái này là cái phóng sự thật mà Triều cũng đã trải nghiệm và cũng hơn khoảng 70 nông dân để trải nghiệm. Thì thấy cái hạt lúa nó rất là sáng, thậm chí là những cái nông dân người ta rất thích. Thì làm sao mà được như vậy? Có nghĩa là cái cánh đồng này là áp dụng nguyên cái quy trình của Vinco, có nghĩa từ khi xuống giống cho tới khi thu hoạch, tới khi mà công trái me đó, giai đoạn công trái me đó, thì đã áp dụng nguyên cái quy trình. Thì so sánh năng suất cũng như là nhân gia xét đánh giá thì một số bà con là nhìn thấy nó vượt trội so với cái đối chứng. Thì chẳng qua là mình áp dụng cái giải pháp. Thì hồi nãy mình ở đây là mình giống như nãy ra chỗ thầy Dệ chia sẻ đó, thì cái giai đoạn mà để làm đồng đó, là cái giai đoạn để nó tạo theo nhiều hạt. Thì khi mà nó tạo được nhiều hạt đó, mình làm sao cho cái giai đoạn nuôi hạt đó, làm sao cho nó cái giai đoạn này nó cái hộp nó phải nảy và nó phải nặng ký, nó phải sáng, và làm sao để cho cái lá đồng được xanh thì cái hạt nó chắc ăn là nó sẽ sáng và nó đẹp. Thì bên Vinco có áp dụng một cái ở đây hai cái giai đoạn này, thì bên Vinco cũng áp dụng các cái sản phẩm, chẳng hạn như trước chỗ thì bên Vinco cũng áp dụng cái X2, có nghĩa là chỗ được 53% đó thì mình xịt cái X2 vô và kết hợp với cái Zegomix như cái Vinco 79 để nãy mình nói đó, để cho nó chỗ thoát nhanh. Thì chỗ thoát nhanh thì cái thời gian mà để cho nó hấp thu được năng lượng nó ánh sáng mặt trời thì nó sẽ đạt được cái nhiều cái chắc, nó sẽ đạt chắc. Và thêm một cái nữa, khi mà chỗ điều đó, vừa chỗ điều mình quất cử S2 nữa, S2 kết hợp với Zegomix cộng với Vichobin. Vichobin đây là một cái sản phẩm là đặc trị cái lem lép hạt, có nghĩa là vừa có cái Zegomix nó bảo vệ rồi, vừa có một cái Vichobin để nó đặc trị cái lem lép hạt. Đi thường á, bà con mình biết là trước chỗ sau chỗ thì nó hay có ảnh hưởng, nó có hai cái bệnh là lem lép hạt, mà nếu mình không bảo vệ tốt cái giai đoạn này á, thì cái lúa mình nó sẽ bị lép, và cũng như là do gãy giá hoặc là do đào hôn cổ bông cổ giá, cũng như là các loại vi khuẩn nó sẽ tấn công ở giai đoạn này là rất mẫn cảm. Và khi mà chỗ điều thì giống như nãy tôi cũng đã chia sẻ, thì mình sử dụng hai cái sản phẩm là cái Forroca và cái 12 Nutri, là có nghĩa là mình cái 12 Nutri tôi đưa vô giai đoạn này á, mục đích là nó là cái công nghệ nào để nó làm trơ, có nghĩa là nó trơ các cái nguyên tố trong cái 12 cái nguyên tố này để nó tạo ra cái nguyên tố hydrogo, gọi là cái công nghệ dẫn truyền photon thực vật á. Thì nó kết hợp với cái sản phẩm Forroca ở đây là nó là cái công nghệ phosphit, có nghĩa là cái kali lỏng và cái phosphit ở đây thì giống bà con mình tưởng tượng đi, giống như là nó một cái dạng lân hai chiều, nó là một cái dạng lân hai chiều khi mà nó hướng ngọn nãy tôi nói đó, nó tập trung nó nuôi đồng, và một cái là nó hướng xuống nó làm tơi cái bộ rễ và nó làm cho cái gốc lúa mình nó tơi ra, nó chẻ lại và nó dẫn truyền những cái chất còn lại nó để nó tập trung nó nuôi lá đồng nó, có nghĩa là hai cái nguồn năng lượng, cũng mình tưởng tượng giống như hai cái nguồn năng lượng để nó tập trung nó nuôi lá đồng. Thì bà con mình rõ ràng nãy thấy cái theo cái phóng sự đó, cái tấm phóng sự đó là trước khi thu hoạch một ngày mà cái lá đồng nó vẫn còn xanh, thì cũng nhờ cái phosphit. Ngoài cái công dụng như vậy, cái phosphit nó còn làm giúp cho nó làm, nó là một cái vaccine, nó mà chúng tôi gọi nó là một cái vaccine, giống như là vaccine mà mình tiêm ngừa cho con người vậy đó. Có nghĩa là khi mà đưa vô cây trồng thì cây trồng nó sẽ tiết ra những cái đối kháng
kháng đối với bệnh, một số bệnh chẳng hạn như là nó làm cho cây trồng nó tiết ra những cái chất để chống lại những cái mầm bệnh tấn công nó. Thì nhờ hai cái sản phẩm này mà cây lúa và bà con mình thấy rõ ràng là cái gốc nó vẫn còn xanh, lá khi trước này là cái đám ruộng là trước khi thu hoạch một ngày mà cái lá nó vẫn còn xanh, thì chắc ăn là nó cái hạt nó sẽ nảy và nó sẽ nặng ký và nó chắc đó. Rồi cái đó là cái giải pháp mà chúng tôi đưa ra để cho bà con ở Tháp 10 cũng như có niềm vui để đón Tết. Cảm ơn chỗ Minh Thiện. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ từ kỹ sư. Và giáo sư Nguyễn Bảo Vệ có chia sẻ gì thêm về các công nghệ thông minh của bộ sản phẩm trong giải pháp thần tài từ công ty không ạ? Như hồi nãy tôi có nói đó là mà anh Sơn hồi nãy cũng có đặt ra đó là cái cổ máy để mà tạo ra đường đó. Bởi vì trong cái giai đoạn cái nuôi hạt, cái màu xanh của lá cực kỳ là quan trọng. Mà một rồi nó có nhiều cái nguyên nhân dẫn đến cái việc gọi là cái mất màu xanh, mất cái cổ máy này. Đó là chẳng hạn như lạnh hồi nãy như là anh Sơn nói đó. Nhớ là lạnh thì nó cũng làm cho cái lúa bị một cái stress, nó làm cho mất màu xanh. Một cái nữa đó là cái vấn đề về dinh dưỡng. Bởi vì bà con biết là khi cái cây lúa tiêm đèn một ly cho tới khi thu hoạch đó, mình bón phân ở cái thời điểm gọi là bón phân lần thứ ba đó ha, cho tới khi thu hoạch còn tới 55 ngày lận. Bởi vì 25 ngày là từ tiêm đèn một ly cho tới khi trổ là 25 ngày, từ trổ cho tới khi thu hoạch 30 ngày là tổng cộng là 55 ngày. Mà trong suốt cái giai đoạn này chúng ta chỉ bón có một cử phân thứ ba nên nó sẽ dễ dẫn đến cái chỗ gọi là thiếu dinh dưỡng. Mà hồi nãy anh Triều có lấy thí dụ một bà mà mang bầu thì thèm ăn rất là dữ, là bởi vì nó cái nuôi bào thai rồi nuôi đứa trẻ sau này rồi nãy kia cho bú rồi nó thành thử ra cái dinh dưỡng tiêu hao rất là dữ. Nhưng mà bây giờ mình cho ăn chỉ có một cái cử thứ ba mà còn kéo dài như thế này, nên nông dân của mình rất biết là gọi là thêm một cái cử gọi là nuôi hạt. Nhưng mà tôi đã chứng minh cái cử nuôi hạt mà đem bón ở dưới đất á, thì cái rễ lúc đó là nó bị già rồi. Và con biết là trước khi trổ 7 ngày là rễ bắt đầu lão hóa và đi xuống. Mà muốn hấp thu được dinh dưỡng thì cái rễ này nó phải trẻ, lúc đó nó uống nước nhiều, chứ còn ăn dinh dưỡng thì rất là kém. Nên cái việc mà anh Triều có đưa ra cái chỗ là cái chất mà 12 cái dinh dưỡng đó để mà hỗ trợ trong cái giai đoạn mà cái cây lúa bị bất màu xanh do cái suy dinh dưỡng này, tôi thấy rằng rất là hay. Mà cái công nghệ trong đó lại dùng cái công nghệ NADS nữa, thành thử ra cái việc mà hiệu quả cái sử dụng nó rất là cao. Mà cái NADS nói như thế nào thì hồi nãy tôi cũng có giải thích để cho bà con mình thấu đáo cái công nghệ đó rồi. Nhưng mà bây giờ cái thời điểm sử dụng thì hồi nãy anh Triều cũng có nói. Thì tôi đồng tình ở cái chỗ là nếu như chúng ta thấy rằng cái cây lúa của mình có cái triệu chứng, nghĩa là lá bị vàng mà do thiếu dinh dưỡng này, thì nên sử dụng hoa lá hiệu quả hơn là bón rễ. Bây giờ tôi đã làm rất là nhiều cái thí nghiệm bón rễ y như bà con nông dân vậy đó, nó không thật sự, nó không có làm tăng năng suất. Thì đấy là cái mà tôi rất là đồng tình với cái sử dụng theo cái cách này, và với cái công nghệ mà NADS như thế thì cái hiệu quả sử dụng nó sẽ tốt hơn. Vâng ạ. Cũng liên quan tới việc bảo vệ màu xanh của bộ lá đồng, thì thông qua các số điện thoại đường dây nóng của chương trình, chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của quý nhà nông gửi đến. Và trên tay Minh Thiện là câu hỏi của khán giả Trần Hữu Đoàn đến từ Tiền Giang. Câu hỏi này cũng sẽ mở đầu cho loạt câu hỏi mà quý nhà nông gọi đến giao lưu cùng chương trình ngày hôm nay. Với vấn đề đầu tiên thì xin được mời giáo sư Nguyễn Bảo Vệ sẽ tư vấn cho anh Đoàn ạ. Bộ lá đồng có vai trò quan trọng như thế nào? Nhà khoa học khuyến cáo là bảo vệ 3 lá đồng để cho năng suất cao. Vậy thì những lá bên dưới có vai trò gì hay không? Xin mời giáo sư tư vấn cho anh ạ. Bây giờ cái thứ nhất là cái vai trò. Thì nãy giờ chúng ta cũng bàn nhiều rồi. Cái bộ lá đồng là gồm có 3 lá trên cùng sau khi lúa trổ. Thì cái này mình có thể nói là 3 cái lá đồng là chỉ là cái nhà mái thôi, giống như cái nhà gì thôi, chứ chưa phải là cái cổ mái. Mà cái cổ mái thật sự là những cái hạt mà màu xanh hồi nãy tôi có chiếu đó cho bà con xem đó, thì đấy mới chính thật là cái cổ mái. Thành thử ra 3 cái lá đồng này thì mình cần 3 lá là tại sao? Bởi vì cái lá cờ trên cùng tuy là nó nhỏ vậy nhưng mà nó cung cấp cái dinh dưỡng mà cho, nghĩa là để mà nuôi hạt đó, tức là cung cấp cái chất đường để mà nuôi hạt đó chiếm tới 50%. Cái lá thứ hai là 30%, cái lá thứ ba là 20%, đếm từ trên xuống dưới. Thì bà con cộng lại, còn lại một phần vấn đề dinh dưỡng là từ cái tích lũy lúc trước. Bà con biết cây lúa nó cũng khôn lắm nha.
trước khi mà nó trổ bông, tức là giống như mấy bà mà trước khi sinh con gì đó là tích lũy đầy đủ đủ loại đơn đội, thì cái cây lúa cũng vậy nữa, trước khi nó trổ bông thì trong người nó cũng đã tích lũy một cái lượng dinh dưỡng nào đó. Nếu như bà con biết cái cách chăm sóc thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho ba cái lá đồng này để mà tạo ra đường để mà nuôi hạt. Thành ra cái vai trò, em Đoàn hỏi cái vai trò như thế nào thì tôi nói rằng đấy là cái vai trò cực kỳ quan trọng đó, bà con thấy không? Với em Đoàn thấy không? Thì em nói bây giờ còn những cái lá bên dưới thì có cần không? Bởi vì thật ra đó, bà con biết rằng là ba lá trên cùng hồi nãy mình nói là để tạo ra đường nuôi hạt ha. Nhưng mà bỏ cái phần rễ bên dưới đâu thử. Lúc mà nó trổ nó thôi bây giờ ba cái lá đồng quan trọng, rễ này không quan trọng, bà con cắt hết rễ coi cái cây lúa này có tạo ra được hạt không? Có nuôi được hạt không? Chắc chắn là không. Thì như vậy là rễ nó bên dưới nó vẫn phải sống. Mà nó sống như vậy thì cái dinh dưỡng mà đường bột nó lấy từ đâu? Thì lấy từ ở trên lá trên đưa xuống. Nên cái lá thứ tư, lá thứ năm ở bên dưới cái bộ lá đồng này, nó sẽ quang hợp để mà nó nuôi cái phần rễ ở bên dưới để rễ sống mà hút nước đem lên để mà tạo ra đường bột để mà nuôi. Nên như vậy là nếu như bây giờ cái cây lúa của mình lúc trổ chỉ còn có ba lá và còn nó bị gì nãy nghe tôi nói là ba lá này là nuôi được 100% cái hạt bên trên, thì như vậy là rễ dưới là lấy ai nuôi? Mà cái cây lúa nó đâu có dại gì để cho rễ chết là coi như tiêu. Nên nó phải trích một phần cái dinh dưỡng từ ba cái lá đồng này đem xuống nuôi rễ, thì lúc đó cái lượng dinh dưỡng đường mà để đem cho nuôi hạt nó sẽ bị giảm đi, thì cái năng suất nó sẽ giảm. Nên chính vì vậy đó mà chúng ta, em Đoàn biết là mình cần cái lá thứ tư, thứ năm bên dưới để mà nó nuôi rễ, thì như vậy là nó phân công nhiệm vụ được như thế này thì nó mới có cái gọi là năng suất cao được. Xin cảm ơn giáo sư ạ. Đối với vấn đề thứ hai mà anh Đoàn trình bày, xin được mời kỹ sư Triều tư vấn cho anh ạ. X1 thì dùng lúc lúa có tiêm đèn 1 ly, X2 thì lúc lúa trổ, thì như vậy có cho đồng to trổ khỏe và lá đồng dày thẳng đứng hay không? Có tăng tuổi thọ và gạo có đạt được năng suất hay không? Xin mời kỹ sư ạ. Cảm ơn cho anh Đoàn quan tâm về cái chương trình. Thì tôi cũng xin nhắc lại cái X1 thì... Kỳ trước chúng ta định vị cho nó làm cho nó cái chức năng của cái X1 là nó làm cho cây lúa nó phát triển nhiều bông, có nghĩa là nó có nhiều chồi. Có nghĩa là ở đây thì cái theo cái thành phần, theo phần hóa học thì ở đây là cái X1 cái tỷ lệ mà đạm nó sẽ cao hơn cái kali và lân. Và đồng thời có các cái nguyên tố khác nữa, khoảng 5-6 cái nguyên tố khác, nhà hàng như kẽm, rồi sắt, rồi bo hoặc những cái nguyên tố cần thiết cho cây lúa. Thì cái X1 là nó phù hợp cho cái giai đoạn là mình tạo ra nhiều bông, có nghĩa là giai đoạn đẻ nhánh, có nghĩa là mình sử dụng ở cái giai đoạn đẻ nhánh. Thì nói đối với bà con mình mới sử dụng cái X1 thì ở đây Triều cũng khuyến cáo luôn. Ở đây là ví dụ như cái giai đoạn mà để nhánh thì bà con mình pha 1cc cho 1 lít nước, tương đương với một cái chai X1 của mình là 1.000 lít nước, có nghĩa là 1 lít. 1 lít mình pha được 1.000 lít nước và 1 lít mình sử dụng cho được 2 hecta, hay bà con mình gọi là 2 mẫu, có một số dùng gọi là 2 mẫu. Còn đối với X2 thì theo cái công thức phối trộn của X2 thì cái tỷ lệ đạm nó lại thấp hơn cái thành phần kali và phosphor và cái lăng, thì để cái để nó giúp cho cái quá trình là thụ phấn cũng như là cái quá trình nở hoa sinh con, giống như thầy dạy nãy giờ chia sẻ, có nghĩa là cái tỷ lệ đạm nó sẽ ở cái giai đoạn này thì nó sẽ không cần thiết nhiều. Thì đó là nó có cái, và đồng thời nó cũng có các cái nguyên tố khác. Thì cái giai đoạn X2 này mình sử dụng nó là giai đoạn mình định vị nó ở giai đoạn trước chỗ và sau chỗ, và kết hợp với các nguyên tố cái sản phẩm khác của công ty để bảo vệ được cái giai đoạn là trước chỗ sau chỗ, để hạn chế được một số nấm bệnh chẳng hạn như lem lép hoặc là vi khuẩn, và đồng thời có một số cái con trùng tấn công ở giai đoạn này. Thì lưu ý cho anh. Xin cảm ơn kỹ sư Lại Xuân Triều. Tiếp tục xin mời ông Bạch Văn Sơn tư vấn cho khán giả Trương Văn Dũng ở ngã năm Sóc Trăng ạ. Khán giả trình bày như thế này: tôi trồng ST24, gần đây xuất hiện vàng lá từ gốc đến ngọn, rồi hiện tượng rầy tấn công, nhưng mà quan sát thì không thấy rầy. Hiện tượng này xuất hiện rải rác ở trên ruộng. Vậy cho hỏi đây là bệnh gì, cách phòng trị ra sao? Xin mời ông. Cảm ơn Minh Thiện. Thưa anh Trương Văn Dũng, thì cái câu hỏi của anh thì anh trồng cái giống ST24, gần đây xuất hiện cái vàng lá, nhưng mà không rõ là cái lúa của anh hiện nay ở vào cái giai đoạn nào. Thì ở Sóc Trăng thì tôi nghĩ là hiện nay là lúa anh cũng khoảng giai đoạn khoảng làm đồng. Như thế thì
với cái hiện tượng mà giống như là trái gầy nhưng mà không có gầy, cái bộ lá nó vàng từ dưới gốc đến ngọn, thì tôi nghĩ đây có thể là cái bệnh vàng lá chín sớm. Thì nếu mà đúng cái bệnh này thì anh về anh kiểm tra lại cái ruộng lúa của anh. Nếu mà cái ruộng lúa của anh nó bắt đầu từ những cái vết mà ở dưới cái bẹ ở dưới cái gốc lá đó, nó kéo dài lên trên, càng kéo dài lên trên thì nó càng mở rộng ra, thì đó là cái bệnh vàng lá chín sớm. Thì đây là một cái bệnh thì cũng tương đối cũng dễ trị. Bà con về trong cái canh tác thì bà con lưu ý là phải đừng có xạ dày, bà con xạ thưa và bón phân cho nó cân đối. Còn nếu mà trị cái thuốc hóa học thì bà con sử dụng các cái loại thuốc trừ nấm là chúng ta có thể trị được cái bệnh này. Xin cảm ơn anh Dục. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ từ Bạch Văn Sơn. Tiếp tục là câu hỏi của khán giả Nguyễn Văn Lễ đến từ Long Mỹ, Hậu Giang. Xin mời giáo sư Nguyễn Bảo Vệ tư vấn cho anh Lễ ạ. Tại sao lúa trổ thoát nhanh lại cho năng suất cao hơn lúa trổ lai rai? Yếu tố nào làm cho lúa trổ nhanh? Yếu tố nào khiến cho lúa trổ chậm? Xin mời giáo sư ạ. Bây giờ trổ nhanh, trổ chậm thì cái việc đó là nó phản ảnh cái sức khỏe của cái cây lúa rồi đó. Cái cây lúa khỏe thì nó trổ rất là nhanh, mà cái cây lúa mà yếu ớt này kia trổ rất chậm thì nổi cái chỗ khỏe không thì nó đã là cho năng suất cao hơn cái cây lúa yếu rồi. Đó. Với lại cái nữa là bà con cũng biết là cái một cái bông lúa mà nếu mà trổ mà thoát mà nó không có nhanh đó, thì những cái hạt mà ở trong cậy đó, bởi vì mình nãy giờ nói cái giai đoạn nuôi hạt, ai nuôi là bộ lá đồng nuôi. Mà nếu như mà những cái hạt trong cậy này mà trổ dài quá thì cái bộ lá đồng nó đã hết cái gọi là cái sức rồi, thì chắc chắn rằng nó nuôi những cái hạt trong cậy không có tốt. Giống như những cái đứa con út coi vậy chứ, nó chịu thiệt thòi lắm. Lúc đó cha mẹ già rồi nuôi nó cũng nhiều khi không có được chu đáo bằng những cái đứa đầu lòng. Nên nếu như mà rộ á, nên trong cái vấn đề cuộc sống bây giờ người ta nói nhiều khi dựng vợ gả chồng xong rồi đẻ rộ cái rồi nghỉ á, thì như vậy là nuôi con một lượt một á, thì lại là hiệu quả hơn là đứa này đứa đầu cách đứa sau mười mấy năm trời, thì lúc đó cha mẹ già rồi nuôi cái đứa chót rất là khó khăn đó. Thành ra cái chỗ đó tôi lấy thí dụ vậy để cho em Lễ biết. Còn cái nữa là yếu tố nào giúp cho lúa trổ nhanh, yếu tố nào khiến cho lúa trổ chậm? Thì cái vấn đề em coi cái nào ảnh hưởng đến sức khỏe của cây lúa thì nó sẽ dẫn tới cái đó. Chẳng hạn như chỗ hồi nãy là ông Sơn cũng có nói nè, anh Sơn cũng có nói cái vụ mà lạnh đó, nó bị stress làm cho lúa trổ cũng bị chậm. Không thôi là chỗ của anh Triều, phân dinh dưỡng mà không đủ nó cũng bị trổ chậm. Rồi bị sâu bệnh nó cũng là mất dinh dưỡng rồi cũng bị stress thì nó cũng trổ chậm. Nói chung là những cái gì mà ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cây lúa đều có liên quan tới cái việc trổ thoát của cái cây lúa. Thành ra tôi kể là chắc cũng không hết được, từ cái chỗ em bây giờ cho thiếu nước rồi cho thừa, nghĩa là nước bị khô hạn đó, nếu mà bị khô hạn nó cũng trổ, nó cũng dở nữa. Thành ra rất là nhiều cái nguyên nhân. Dạ, xin cảm ơn giáo sư ạ. Kính thưa quý khán giả, lúa đẻ nhánh tốt, nở bụi to, rồi đồng to bông sáng và tỷ lệ hạt chắc trên bông đạt cao, thì đây là những yếu tố giúp cho lúa đạt được năng suất và chất lượng cao nhất. Không riêng trên vùng đất Phù Sa màu mỡ ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mà ngay cả ở những vùng đất của các tỉnh ven biển bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, thì giải pháp thần tài của công ty cũng mang lại hiệu quả cao. Mời quý khán giả cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện X2 hiệu quả gấp bội qua ghi nhận sau đây. Các mô hình xen canh lúa cá, lúa tôm là giải pháp bền vững được khuyến cáo áp dụng trên vùng đất phèn, nhiễm mặn ở vùng ven biển. Nông dân huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang mấy năm nay cũng khấm khá hơn nhờ cách làm này, khi một diện tích đất mà được nhiều đầu thu hoạch. Có nhiều nguồn lợi, nhưng cái khó là quá trình phun thuốc bảo vệ thực vật rất dễ ảnh hưởng tới thủy sản. Nếu quá trình sử dụng không cẩn thận, có thể hao hụt cá tôm nuôi trong ruộng lúa. Còn nếu không phun thuốc thì lúa không đạt năng suất. Tháo gỡ cái khó này, từ đầu năm tới nay, nhiều nông dân ở đây tìm ra được chìa khóa là bộ giải pháp từ công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Việt Nông. Cái sản phẩm này vừa giúp lúa trúng mà không gây hại tới thủy sản nên ai cũng hài lòng. Trước kia thì tụi tôi cũng xài các cái sản phẩm bình thường trên vùng đất lúa tôm.
Tuy nhiên là trong cái ngày 24 tháng 11 á, thì có một cái sự kiện của công ty Vinco ở Cần Thơ đó, để họp mặt nông dân, thì chúng tôi cũng vinh dự được đến đó và được nghe công ty Vinco giới thiệu ba cái sản phẩm, đó là X1, X2 và cái sản phẩm 12 nguyên tố để áp dụng trên cái đồng ruộng. Tuy nhiên thời điểm đó thì lúa tôi đã qua cái giai đoạn là trổ đều, cho nên tôi chỉ có áp dụng được cái sản phẩm đó là 12 nguyên tố này. Thì khi xịt vào thì tôi thấy so sánh lúa tôi với các cái ruộng bên cạnh đó, thì cái hạt lúa nó sáng chắc hơn, thì cái lá đài thì nó còn tươi và nó giữ được cái độ xanh lâu hơn so với những cái ruộng bên cạnh. Thì tôi cảm nhận được cái sản phẩm 12 nguyên tố này nó rất là thích hợp cho vùng đất lúa tôm này, cũng như là nó gia tăng được cái năng suất, rồi nó phù hợp với cái vùng đất và cái đặc điểm của khu vực lúa tôm U Minh Thượng. Ở huyện U Minh Thượng, nền đất nhiễm phèn, nhiễm mặn nên cây lúa chậm phát triển. Khi áp dụng bộ giải pháp thần tài giúp trụng lúa phát triển tốt hơn. Năm nay là mình xài mấy cái ấy này thì coi như nó cũng rút được cái phân và thuốc, cái dạng của nó cũng ít bệnh, rồi là nó cũng ít sâu nữa. Thành ra mình xài nó cũng rút cái vấn đề thuốc men và phân lại cũng nhiều. Tết đang tới gần, nhiều trà lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang giai đoạn làm đồng tới trổ chính. Đây là thời điểm cực trọng quyết định tới năng suất, chất lượng cuối vụ. Mấy ngày đây có mưa trái mùa, thời tiết lạnh, tìm ra giải pháp hiệu quả bảo vệ ruộng lúa sẽ giúp bà con nông dân an tâm vui Tết trọn vẹn. Thưa giáo sư Nguyễn Bảo Vệ, đối với những cây lúa ở vùng đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn thì chế độ dinh dưỡng và giải pháp bảo vệ nó có khác gì so với lúa ở vùng đất phù sa nước ngọt ? Và bà con cần phải lưu ý những điều gì để giúp cho cây lúa đạt được năng suất cũng như là mình tiết giảm được chi phí trong giai đoạn chăm sóc lúa khi mà giai đoạn từ đồng trổ cho tới chín ? Khác cho mình thì người ta gọi là cái dinh dưỡng hay là cái cung cấp dinh dưỡng cho cái cây lúa sẽ tùy theo cái loại đất. Thì tôi có chuẩn bị cái file hình này, tôi nói rất là nhanh, còn lại thì bà con hỏi anh Triều dùm nữa nha. Cái chỗ nếu như mà cái đất đó nó thâm thụt, nó thiếu cái gì cho cái cây lúa, giờ cho tôi cái file hình số 2 để bà con tiện theo dõi, tôi nói nhanh thôi. Bây giờ để quản lý dinh dưỡng mà cho cái cây lúa đó thì nhà nông mình cần biết là dưỡng chất cung cấp cho cây lúa đến từ đâu. Tôi ở đây tôi đưa ra hai cái lớn thôi, chứ không nói về vấn đề nước hay là do mưa hay gì đó. Một cái là từ đất, một cái là từ phân bón. Thì như vậy thì bây giờ bà con coi Minh Thiện hỏi tôi đất phèn với đất mặn nó khác với đất phù sa hay không, thì lần lượt chúng ta sẽ xem để coi nó thiếu cái gì, thì nói anh Triều tìm cách để mà giúp cho. Bởi vì ở đây tôi biết đây là cái chương trình gọi là chuyên gia dinh dưỡng cây trồng của Vinco mà, nên chúng ta phải dí, chúng ta phải hỏi cái này. Bây giờ cho tôi cái hình tiếp theo, đối là với cái đất phèn, cái hình tiếp theo của cái file này á, hình tiếp theo đây rồi, trên đất phèn bà con thấy không? Số 1, đây là cái đất chua, pH thấp, rõ rồi. Cái số 2 là nhiều, tức là gây độc đó, là lưu huỳnh, sắt nhôm. Cái nào gây độc thì bà con rửa bỏ nha. Mà cái thứ 3 đó là thiếu cái gì? Thiếu lân, thiếu canxi, thiếu magie do bị cố định. Thì đối với đất phèn bây giờ hỏi anh Triều, nhất là cái chất lân á, bây giờ có cái gì để hỗ trợ thêm đưa vô mạnh cái này cũng hay. Còn cái vấn đề canxi hồi nãy thì tôi cũng đã phân tích cái canxi rồi, thì bà con theo dõi cái đó. Rồi cho cái hình tiếp theo. Cái hình tiếp theo, đây là cái triệu chứng mà thiếu lân và ngộ độc sắt ở trên cái đất phèn đó bà con xem á. Cái hình phía bên tay trái của mình đó là lúc cây lúa còn nhỏ. Cái hình ở giữa đó là tôi thử nghiệm ở trong chậu. Rồi cái lá mà nó bị thiếu nó là như vậy. Cái này là tôi đưa để cho bà con mình nhận diện thôi. Cho tôi tiếp cái hình tiếp theo để coi trên đất mặn nó thiếu cái gì. Đất mặn thì nó nhiều muối rồi chứ gì, OC nó cao, tức là độ dẫn điện nó cao thôi, cái phần này thì về mặt khoa học. Còn cái số 2 đó bà con coi nó nhiều cái gì để gây độc đây? Natri, clo và lưu huỳnh là gây độc. Nên cái vấn đề là tìm cách rửa nó thì hay là hóa giải nó thì được rồi. Nhưng mà cái số 3 đó nó thiếu cái gì? Ở đây bà con thấy không? Nó thiếu cả đa lượng, rồi cái trung lượng là canxi đó cũng thiếu. Mà thiếu ở đây không có nghĩa là trong bản chất của đất nó, nghĩa là ít cái chất đó, nhưng mà nó do mất cái cân đối hay là đối kháng. Hồi nãy tôi nghe mà ông Sơn cũng có nói cái vụ mà bón phân cân đối đó,
thì ở đây nó đối kháng, nó làm cho mất cân đối, bởi vì cái natri nhiều nó làm cho cây không hấp thụ được cái NH4+, không hấp thụ được canxi, không hấp thụ được kali, nó đối kháng. Rồi cái chất clo ở trong cái đất mặn nhiều nó không có làm cho cây không hấp thụ được cái chất lân đó, nên nó mất cái đối kháng. Thì lúc đó chúng ta bây giờ mà đưa xuống đất nữa thì nó lại cũng vẫn mất đối kháng, nên chúng ta đưa lên bên trên. Đưa lên bên trên thì nó sẽ không có ai đối kháng, nó đổ qua đất. Nên cái vấn đề này ra bà con cũng tham khảo à. Nên cho cái hình cuối cùng để cho bà con mình thấy được cái triệu chứng mà đây tôi làm cái thí nghiệm đồng dậu. Bà con thấy cái hình phía tay trái không? Cây lúa lớn như vậy đó mà tôi cho mặn vô cái, bà con thấy nó thể hiện cái triệu, các cái triệu chứng mà nằm phía bên tay phải. Số 1 cái lá có đủ đạm lân kali, bà con thấy nó xanh như vậy. Cái số 2 là thiếu lân, cái lá nó bầm như thế. Rồi cái số 3 thiếu đạm thì toàn bộ cái lá nó bị vàng đi. Và cái thứ 4 đó là thiếu kali thì hai bên nó bị chóp lá. Thì khi mà nó bị mặn nó thể hiện thiếu đủ thứ hết trơn. Nên tôi cũng rất mê cái chỗ là 12 cái dưỡng chất để hỗ trợ trong cái trường hợp này cũng rất là tốt. Thì thôi bây giờ nếu nó thiếu cái này thì chắc là Minh Thiện hỏi trong trường hợp đất mặn với đất phèn mà nó thiếu gì thì bón cái gì thì chuyên gia của Vinco giải quyết cái vấn đề về chuyên gia dinh dưỡng thôi. Dạ ạ. Vậy xin mời kỹ sư Lại Xuân Triều tiếp lời của giáo sư Nguyễn Bảo Vệ ạ. Dạ, thì cũng cảm ơn chỗ Minh Thiện. Thì thưa bà con khán giả, thì Triều cũng sinh ra và lớn lên ở cái vùng đất quê Kiên Giang, nghĩa là vùng lúa tôm. Thành ra cái thực trạng mà cái thực trạng hiện nay trên vùng lúa tôm hoặc đất phèn mặn đó thì Triều cũng nắm rất rõ, giống như thầy dạy chia sẻ, có nghĩa là vùng đất tôm hoặc là đất phèn mặn nó rất là nhiều cái dưỡng chất đó, nhưng mà cái cây trồng nó lại là lấy lên không nổi, lấy lên không được. Thành ra khi mà bà con mình thấy chẳng hạn như bà con mình bằng cảm quan, bà con mình đi thấy cái đám ruộng ở trên là lúa tôm rất là tốt, nghĩa là xum xê luôn, nhưng mà tới khi thu hoạch lại là không có năng suất. Lý do là bà con mình không có quan tâm tới cái dinh dưỡng, nghĩ rằng là cái dinh dưỡng ở trong cái đất lúa tôm, ở trong cái nền đất tôm nó đã quá nhiều rồi, nó quá nhiều, không cần phải bón phân, không cần phải xịt dinh dưỡng, hoặc là không cần phải ngừa bệnh này bệnh kia. Nhưng mà thực tế ở trên nền đất tôm mà nếu mà ta quản lý tốt theo cái quy trình của Vinco thì tôi hứa với bà con là mỗi một hectare nó tăng từ 7 đến 1 tấn 2 theo cái quy trình Vinco. Bởi vì hiện nay cái quy trình Vinco chúng tôi mời bên kỹ thuật chiếu cái hình cái like số 1 kỹ thuật này sao mà không có cái đó, cái quy trình Vinco bà con mình thấy hiện nay chúng tôi là áp dụng bốn cái công nghệ đã áp dụng trên cái nền đất, có nghĩa là những cái đang dùng đất thuộc đất ba vụ lúa hoặc là dùng ngọt đã thành công rồi, và hiện nay chúng tôi đưa xuống với cái dùng lúa tôm thì bà con mình thấy rõ ràng khi mình nhìn lên cái quy trình, bà con mình thấy nó không có sử dụng một cái loại hóa chất nào mà để gây hại đến cái động vật thủy sinh cũng như các cái môi trường để nuôi tôm và nuôi cá. Chẳng hạn như là cái giai đoạn đầu thì chúng tôi có cái sản phẩm là VincoWood để nó giải độc phèn và giải độc hữu cơ cho cái nền đó, và đến cái giai đoạn thứ hai chúng tôi dùng cái X2 dễ nhánh ở X1, và tới giai đoạn thứ ba là làm đồng đó, có nghĩa là từ cái quy trình, từ khi mà xử lý chúng tôi đã đưa làm cho cái đất mình nó đã giải độc phèn và giải độc hữu cơ ban đầu rồi. Thành ra khi mà áp dụng nguyên cái quy trình và đồng thời chúng tôi cũng bảo vệ đưa vô, giống như nãy tôi cũng có chia sẻ, có nghĩa là đưa những cái dưỡng chất cần thiết để trên cái nền đất tôm. Thì nếu mà bà con mình áp dụng trên nền đất tôm tôi nghĩ là rất là phù hợp. Bởi vì mình khi mà áp lực cái này, tôi không phải là tôi đưa cái quy trình này lên là bà con mình không có sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật nha. Bởi vì thường trên nền đất tôm người ta rất là ngại sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là những cái loại thuốc gầy hoặc là thuốc sâu hoặc là những cái nhóm thuốc khác, thuốc cỏ chẳng hạn. Thì đối với cái quy trình Vinco, khi bà con mình áp dụng ở trên nền lúa tôm thì bà con mình hạn chế được sử dụng các cái giải pháp đó. Có nghĩa là mình giảm được cái lượng phân bón gốc nè, giảm được cái lượng giống nè, rồi kể cả giảm được cái thuốc bảo vệ thực vật, và đồng thời mình tăng được ba cái tăng, có nghĩa là tăng năng suất nè, có nghĩa là tăng cái chất lượng sản phẩm. Bởi vì mình áp dụng toàn là hữu cơ không, có nghĩa là bằng cái quy trình của phân bón lá, có nghĩa là và tăng thêm cái lợi nhuận cho bà con. Thì hy vọng là trong cái nền đất tôm của vùng Kiên Giang hoặc vùng Bạc Liêu, Cà Mau đó, những cái vùng mà chuyên canh về tôm lúa hoặc là những cái vùng mà tôm cá đó, thì thẳng sàng áp dụng cái quy trình của Vinco sẽ đem lại rất là nhiều lợi ích cho bà con. Dạ.
Như kỹ sư Triệu cũng vừa chia sẻ thì ở Kiên Giang hay là các tỉnh thành lân cận như là Hậu Giang rồi Bạc Liêu, Cà Mau thì tại những vùng đất diên lan bãi bồi hay là đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn thì được khuyến khích là áp dụng các mô hình xen canh lúa tôm hay là lúa cá. Xin ông Bạch Văn Sơn có chia sẻ những lưu ý với bà con làm thế nào để mình khi mà canh tác theo mô hình này lúa vừa đạt năng suất mà cũng đạt được năng suất cao cả về tôm và cá nữa ạ. Cảm ơn Minh Thiện. Thì cái vấn đề của Minh Thiện đặt ra ở đây là áp dụng cái mô hình lúa tôm lúa cá trên cái vùng đất nhiễm phèn nhiễm mặn mà cái mục tiêu làm sao phải về trồng lúa thì cũng phải đạt cái năng suất cao, về nuôi tôm cá thì cũng phải đạt. Đây là cái vấn đề cũng không phải là dễ. Thì như bà con biết thì đối với vùng mà đất mà nhiễm phèn nhiễm mặn của Hậu Giang đó, thì nói nhiễm phèn nhiễm mặn thì nó là không thuận cho chúng ta canh tác cái cây trồng rồi. Thì như thầy vệ cũng có nói nó thiếu những cái chất mà nó giúp cho cái năng suất lúa chúng ta nó đạt tối ưu. Và nếu mà trong cái điều kiện mà chúng ta làm lúa ba vụ á, thì nó sẽ rủi ro rất là lớn, rủi ro trong cái việc là thiếu nước để mà tưới trong cái mùa hạn mặn, cũng như là nó bị ảnh hưởng của mặn. Vì vậy thì đối với mô hình lúa tôm lúa cá thì nó sẽ khắc phục được cái rủi ro cho phèn mặn. Thì và trong cái điều kiện mà chúng ta làm cái mô hình này đó thì nó cũng giúp cho chúng ta, đất của chúng ta nó có được một cái thời gian để mình nghỉ ngơi, và cái chất thải từ một cái vụ mà nuôi thủy sản đó nó thì cũng đó cũng là một cái nguồn hữu cơ để cung cấp cho đất của chúng ta. Tuy nhiên thì khi sản xuất theo mô hình lúa thủy sản tôi nói chung thì bà con cũng cần lưu ý một số cái vấn đề như thế này. Cái thứ nhất là cái ruộng lúa của chúng ta là phải có mương bao và phải có cái bờ bao, giống như cái hình mà trong cái phóng sự hồi nãy của chỗ bên Winco có đưa lên đó. Chúng ta thấy cái mương bao rất là tốt. Thì thường bà con là ngại nếu mà đào cái mương bao như thế thì nó sẽ mất đất đi. Nhưng mà nếu mà nuôi thủy sản mà chúng ta không có mương bao thì rất là khó thành công trong cái việc mà nuôi thủy sản. Và đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai thì chúng ta phải trong cái kỹ thuật canh tác đó, là chúng ta phải kiểm soát được cái quy trình canh tác của chúng ta để làm sao cho cái cây lúa chúng ta nó ít nhất mà phải phát sinh những cái loại dịch hại trên cây lúa chúng ta. Thì khuyến cáo bà con trong những cái giải pháp đó là chúng ta thực hiện theo cái giải pháp là ba giảm ba tăng. Đó, ba giảm ba tăng thì chúng ta sẽ, và cũng như là chúng ta áp dụng cái xạ cụm hoặc là xạ hàng. Thì nếu mà chúng ta áp dụng cái này đó thì chúng ta sẽ giảm được cái giống và giảm được cái phân, qua đó thì cái lúa chúng ta nó phát triển tốt và nó có một cái điều kiện nó không thuận lợi cho sinh vật gây hại phát triển. Do đó thì chúng ta cũng hạn chế được sâu bệnh, và như thế thì bà con chúng ta cũng giảm được cái chi phí mà canh tác lúa. Và nếu mà khi mà lúa chúng ta mà bị vì điều kiện nào đó là lúa chúng ta vẫn có sinh vật gây hại phát triển thì bà con cố gắng là sử dụng những cái loại thuốc sinh học hoặc những loại thuốc hóa học, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến cái thủy sản của chúng ta. Và một cái trong cái biện pháp canh tác nữa bà con có thể áp dụng đó là chúng ta áp dụng cái mô hình sản xuất lúa theo cái công nghệ sinh thái, tức là ruộng lúa bờ qua. Thì chúng ta sẽ nếu mà bà con thực hiện trồng cái hoa trên cái bờ ruộng chúng ta đó thì nó sẽ thu hút cái thiên địch để mà khống chế cái dịch bệnh, thì nó cũng giảm được cái sinh vật gây hại cho cái ruộng lúa chúng ta. Xin vâng cảm ơn. Xin được cảm ơn các diễn giả và cũng cảm ơn các nhà nông với phần trao đổi vừa rồi.
Kính thưa quý vị, với chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì rất là thiết thực và hữu ích, cũng rất là thú vị, và chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý nhà nông gửi đến. Tuy nhiên do thời lượng có hạn cho nên là chương trình không thể giải đáp được tất cả các câu hỏi này, và bộ phận chuyên môn sẽ giải đáp câu hỏi đến quý nhà nông trong thời gian sớm nhất. Bây giờ trước khi kết thúc chương trình, Minh Thiện xin được công bố các nhà nông nhận được phần quà ngày hôm nay. Xin được chúc mừng các khán giả sau đây. Khán giả Trần Minh Trung ở Cần Thơ, số điện thoại cuối 633. Khán giả Nguyễn Văn Lễ ở Hậu Giang, số điện thoại cuối 432. Chúc mừng khán giả Trần Hiếu Đoàn ở Tiền Giang, số điện thoại cuối là 634. Khán giả Nguyễn Chí Thông ở Hậu Giang, số điện thoại cuối 674. Và cuối cùng xin được chúc mừng khán giả Nguyễn Văn Nguyên ở Phụng Hiệp Hậu Giang, số điện thoại cuối là 854. Chương trình sẽ gửi phần quà đến quý nhà nông trong thời gian sớm nhất. Và hy vọng là qua phần trao đổi ngày hôm nay thì các nhà nông tìm được cho mình giải pháp để canh tác lúa thật là hiệu quả từ góc độ dinh dưỡng cho cây trồng. Chương trình tọa đàm ngày hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Xin được chúc các diễn giả năm mới thật là nhiều sức khỏe và vui khỏe thành công. Kính chúc cho quý nhà nông sẽ áp dụng được các giải pháp quản lý sâu bệnh hiệu quả, an tâm đón Tết và có những vụ mùa bội thu. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Vinco, toàn tâm toàn ý vì nhà nông.